Chúng ta cùng chào mừng lên thảm đỏ ngày hôm nay, đó chính là nữ ca sĩ Thu Thủy và anh Kim Nguyễn. Xin chào chị. Một cái máy đen rất là đẹp. Cảm giác nó gì như thế nào khi mà ngày hôm nay tham dự một giải thưởng rất là quan trọng và hoành tráng nhất năm nay? Mình cũng được ngôi sao chấm nét mời, và mỗi lần đến thì nó toàn là gần như là dịp cuối năm, và thì cũng cảm thấy là không khí ở đây rất là trang trọng và mình hào hứng lắm. Thầy cô khỏi đến đi má. Và mọi người ơi, ngày hôm nay thì Nam Huy đã thấy được thảm đỏ của chúng ta đang dần dần nóng lên rồi. Xin chào chị Trang Trường và Tết Trương, xin mời anh chị. Livestream của ngôi sao.net. Ngày hôm nay bảo Hân có mặt tại đây thì
bay vào đây từ ngày hôm qua và rất là hồi hộp và háo hức khi qua một vai diễn và một bộ phim mang lại thành công để Bảo Vân có mặt ở đây ngày hôm nay, thì cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Thì năm mới sắp tới rồi, chắc chắn là chúng ta sẽ có một lời chúc dành cho quý độc giả của Ngôi Sao Chấm Hết đúng không nào? Dạ vâng, năm mới năm Canh Tí 2020, Bảo Vân xin gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả các độc giả của Ngôi Sao Chấm Hết. Một năm mới an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn ạ. Hôm nay chị rất là xinh đẹp. Xin cảm ơn chị. Và chúng ta cùng chào đón lên thảm đỏ diễn viên Ngọc Lan. Chào chị. Chúng ta đang xem gửi lời chào đến tất cả quý độc giả đang xem livestream trực tiếp trên store fanpage của Ngôi Sao Chấm Hết. Ngọc Lan xin được gửi lời chào đến quý độc giả đang xem livestream trực tiếp của Ngôi Sao Chấm Hết. Chị thấy sự tối của chúng ta ngày hôm nay như thế nào? Thật ra thì nó sẽ đến hết hôm nào cũng vậy. Cũng có một cái buổi để học được tất cả các chị em nghệ sĩ là các chị em mạng báo chí để có một cái buổi gặp gỡ nhau, cùng nhau nói chuyện về những cái thành tựu mình đã đạt được trong năm vừa qua. Thì nó là một cái ngày rất là vui và rất là ý nghĩa đó, với không chỉ riêng Lan đâu mà riêng với tất cả các nghệ sĩ cũng như các chị ở đây cũng. Nên là Lan thấy mọi người ai cũng háo hức hết. Lại cũng hóng, make up được. Chương trình Ngôi Sao Mùa Đông do đón Ngôi Sao Chấm Hết tổ chức rất lòng lành chào khi mà tôi đến đây. Khi mà tôi đến đây thì hôm nay thấy nó giống như là cái cuộc văn nghệ sĩ. Tức là có bao nhiêu anh chị em trong tất cả các ngành nghề miễn là cảm xúc của mình. Mất cách nào ơi? Tại sao anh kêu em dừng lại với đây? Hôm nay em chọn một cái áo đúng của đúng chất Ngôi Sao Chấm Hết và đúng không khí Tết luôn đó. Em chuẩn bị cho bộ đồ này có đó. Đẹp luôn á. Em chuẩn bị bộ đồ này từ nhà thiết kế nào hay là có ai ta giúp cho em bộ đồ này không? Bộ đồ ngày hôm nay thì em đã lên ý tưởng và chuẩn bị từ rất lâu rồi. Chị ơi, và ngày hôm nay thì cả em thấy buổi tiệc của chúng ta quy mô như thế nào? Thực sự là qua mỗi năm thì Ngôi Sao luôn có những buổi tiệc rất là hoành tráng và hoành tráng và thành công hơn á. Và ngày hôm nay thì có một cái điều đặc biệt và cũng là món quà đặc biệt của chị cô dành tặng cho tất cả các chị em nghệ sĩ cũng như là khán giả của Ngôi Sao, đó chính là một phần trình diễn mà chị đã dành riêng cho Ngôi Sao. Đang nóng lòng cũng là hồi hộp chờ đợi của chị diễn của em, thì cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em. Tiếp tục xin được mời lên thảm đỏ. Và chúng ta cùng chào đón lên thảm đỏ một người đẹp đó chính là Hoa hậu Lương Huyền Linh. Chào em. Em gửi lời chào đến quý độc giả của Ngôi Sao Chấm Hết đi. Này hai anh em mình quá là xanh luôn em. Xanh đi. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Xin cảm ơn em rất là nhiều. Chúng ta cùng chào đón lên thảm đỏ Tường Sen. Hello em. Chào em. Wow, hôm nay rất là xinh đẹp. Đây, đang là livestream. Bắt tay cái. Đấy Linh ơi, chúng ta đang livestream trực tiếp trên fanpage của Ngôi Sao Chấm Hết. Bây giờ em sẽ gửi lời chào đến quý độc giả anh đó. Xin chào tất cả các độc giả của Ngôi Sao Chấm Hết. Mình là Mỹ Linh và hôm nay mình rất là vui khi chào các bạn hôm nay. Hôm nay Mỹ Linh chọn một chiếc cầm rất là đẹp và rất là ấn tượng, em rất là thích. Chiếc cầm này là do stylist của mình là bạn Long Thu Quyên chuẩn bị. Và chiếc cầm này được kéo dài khoảng 4 năm. Gửi đến Ngôi Sao Cuối Năm của báo Ngôi Sao Chấm Hết tổ chức. Đây là một cái dịp mà Hà đã gặp rất là anh chị em nghệ sĩ, đặc biệt là các đồng nghiệp diễn viên thân quen của Hà để có dịp mà trò chuyện với nhau, cũng như là gặp gỡ nhau ngày hôm nay. Và đặc biệt là hôm nay Ngôi Sao Cuối Năm năm nay lại tổ chức hoành tráng hơn năm trước nữa, thì Hà cảm thấy rất là vui, cũng giống như là
chúc cho báo Mai Internet ngày càng phát triển mạnh hơn nữa để có thể có thêm nhiều độc giả hơn. Chúc cho buổi tối thật là vui vẻ nha. Và chúng ta tiếp tục chào đón lên thảm đỏ. Đã tới sắp tới rồi, bây giờ là hãy con bé mình xoay là muốn lắng nghe những lời chúc đến từ bạn học. Ra đây là sao vậy? Sao vậy? Cảm ơn những lời chúc rất là ấn tượng của em và tôi chúc em sẽ có một buổi tối vui vẻ. Và chúng ta cùng chào đón lên thảm đỏ diễn viên Quốc Trương. Chào anh. Chào anh, cảm giác anh như thế nào khi mà ngày hôm nay đến tham dự một cái sự kiện rất là hoành tráng như thế này? Đây là lần đầu tiên Trương tham gia ngôi sao của năm. Cảm ơn anh rất là nhiều và xin chúc cho anh sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ nha. Cảm ơn anh. Chúng ta đang nói chuyện trực tiếp trên fanpage của Qua Sông Chấm Nét. Bây giờ anh sẽ gửi lời chào đến tất cả quý độc giả đi không? Xong rồi xin lời chào thân thương độc gì chẳng những là hào hứng nhất đến với khán giả đang xem livestream và rất là vui khi hôm nay được dịp cuối năm đến gặp gỡ mọi người về cũng như là có một cái buổi ngày cuối cùng của buổi sáng. Cảm ơn anh rất là nhiều, xin chúc anh một buổi tối thật là vui vẻ nhé. Cảm ơn anh và chúng ta cùng chào đón lên thảm đỏ hoa hậu Diễm Trang. Xin được chào đón lên thảm đỏ Á hậu Diễm Trang. Xin chào em. Em gửi lời chào đến quý độc giả đang xem trực tiếp của trên fanpage của Cô Sao Chấm Nét đi nào. Diễm Trang xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của báo Cô Sao Chấm Nét. Đây là một tờ báo mà Diễm Trang rất là yêu quý và theo dõi từ rất là lâu. Xin cảm ơn Diễm Trang rất là nhiều. Chúng ta cùng chào đón lên thảm đỏ Á hậu Thúy An. Xin mời Thúy An lên chụp. Chúng ta cùng chào đón lên thảm đỏ Hoa hậu Tiểu Vy. Xin chào Tiểu Vy. Tiểu Vy ơi, chúng ta đang livestream trực tiếp trên fanpage của Ngôi Sao Chấm Nét bây giờ. Tiếp theo chúng ta cùng chào đón lên thảm đỏ diễn viên Khả Ngân. Dạ đợi anh đứng, mọi người đứng đâu cũng đang đứng trên nền. Em xin chúc cho Nam Hy cũng như là tất cả các
và quý vị khán giả đang theo dõi trực tiếp. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống và luôn luôn thật nhiều điều may mắn trong năm 2020. Cảm ơn chị rất là nhiều, xin được cảm ơn. Và chúng ta sẽ cùng chào đón lên thảm đỏ diễn viên Vũ Ngọc Anh. Cảm giác là như thế nào? Chị ơi, bên chị như thế nào cái ngày hôm nay đến với một cái buổi lễ rất là hoành tráng như thế này, hoành tráng nhất của năm? Thật ra là lúc mà mình đi vào đây đó, chị rất là kỹ. Và tiếp theo trên thảm đỏ của chúng ta cùng chào đón Khánh My và Tiến Vũ. Và cùng chào đón lên thảm đỏ diễn viên Linh Na Bi. Và xin được xuất hiện trên thảm đỏ của chúng ta ngay bây giờ, đó chính là người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Và chúng ta xin được mời lên thảm đỏ chị Đề Văn Nguyễn. Xin mời chị. Và chúng ta sẽ cùng chào đón lên thảm đỏ siêu mẫu diễn viên Thanh Hằng, ca sĩ Hồ Ngọc Hà và diễn viên Kim Lý. Wow. Xin chào các anh chị. Quá là lộng lẫy luôn á, thật sự. Tại vì em đứng ở đây không ngoài hồ nhưng mà cứ đứng được. Chị Kim Kim của em, chị em ngoài hồ là đứng gần chị Hà, em cũng ngoài hồ không kém. Giờ sao cho hết ngoài hồ em? Em ơi, cuối cùng này cuối cùng mà áo xanh lại vậy. Không chứ, anh Chi thì em mỗi ngày gặp ông Chi ngoài hàng mỗi ngày. Chị ơi, cảm giác của chị như thế nào khi mà ngày hôm nay đến với lễ hội hoành tráng nhất của năm ngôi sao của năm 2019? Đây là một trong những hạnh phúc nhất của chị.
là phải đông người nhưng mà mỗi lần mà đi đâu là đông người. Thành ra là thì rất là yêu quý báo Ngôi Sao, một trong những cái báo rất là uy tín và luôn luôn hỗ trợ tất cả các nghệ sĩ. Nên là luôn luôn anh Hàn hay là kinh phí đều đến đây để hỗ trợ báo Ngôi Sao, và ngoài trường hỗ trợ của bên cạnh đó còn rất là tự hào về sự kiện trong buổi tối ngày hôm nay nữa, sẽ có rất là nhiều điều đặc biệt của tối ngày hôm nay nữa. Và một điều đặc biệt đó thì em hay là tất cả mọi người đang rất là hồi hộp và ngóng chờ, và bây giờ thì chắc chắn sẽ là một lời chúc Tết đến với tất cả quý độc giả của Cosa.net cũng như là tất cả quý khán giả đang xem livestream. Chị đi, chị. Ok, thầy xin đại diện cho bộ Hàn Lý để mà chúc cho tất cả các quý độc giả của Cosa.net mới tốt lành, như ý. Và chúng ta tiếp tục trên thảm đỏ cùng chào đón người đẹp Diễm Trinh.